Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ an lành nha. Cả nhà ơi, ngắm bông nè cả nhà, đẹp không cả nhà? Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hằng nha. Cả nhà ơi, hôm nay mình làm món cá điêu hồng nè cả nhà. Cá điêu hồng kho khóm. Mình cháy tỏi nè với cà chua với thịt bằm đó cả nhà. Nếu xong mình cháy tỏi thơm lên cái mình bỏ cá vô mình cháy cho thơm cá luôn. Cái mình chế nước vô mình kho cá. Cái nêm nếm gia vị vô. Giống như mình kho ngót vậy đó cả nhà, nó không có mặn quá mà nó không có ngọt, không có lạt quá. Xong cá gần chín mình bỏ khóm vô mình kho một chút cho nó thấm vô cả nhà. Xong rồi cây chín rồi đó cả nhà ơi, giờ cho hành ngò với ớt vô nè cả nhà ơi. Chuẩn bị cơm nha cả nhà. Lâu lâu cả nhà đổi món đi, cá kho khóm ăn cũng ngon lắm đó cả nhà ơi. Mẹ lặt mớ rau bồ ngót nè. Cái mình cũng lấy cái thịt cháy đó đó cả nhà. Cái cháy cà chua với thịt bằm nữa mình nấu tô canh. Cái bồ ngót ăn cho nó mát đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nếu cả nhà thấy thương thích thì nhớ bấm vô Hằng một đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Rồi canh đã chín rồi này cả nhà ơi. Canh bùi ngót ngon lắm á cả nhà. Canh bùi ngót mình nêm ít thịt thôi mà nó cũng có vị ngọt của nó sẵn trong cái rau đó cả nhà. Và thêm ít cà chua với thịt bằm nữa thì nó thơm. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bây giờ mình dọn cơm nè cả nhà ơi. Khóm kho với cá điêu hồng. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Chúc cả nhà vui vẻ. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau nha.